Các bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 35 tuổi. Các bạn có biết tại sao tôi lại hỏi các bạn là năm nay bao nhiêu tuổi không? Thưa với các bạn là trong những ngày gần đây á, thì sau khi mà phát hành cái video là tôi đã kiếm 1 triệu đô đầu tiên như thế nào ấy, thì có nhiều bạn trẻ trong cái kênh của mình thì có người xem, có người không xem và có rất nhiều những cái ý kiến phản hồi khác nhau. Có người thì cho rằng là cái chia sẻ với cái tựa đề video thì nó không giống nhau lắm. Ok, tôi sẽ không bàn về những cái câu chuyện của chính bản thân tôi nữa, không bàn về những câu chuyện của Thắng nữa, mà Thắng sẽ dành ra một loạt 10 video để chia sẻ với anh chị em và các bạn, những bạn trẻ dưới 30 tuổi và lao động tự thân, kiếm tiền tự thân, có số tiền từ triệu đô trở lên và có thu nhập dòng trên 100 triệu một tháng, trên 100 triệu một tháng, thậm chí là 150 triệu một tháng, và có trên triệu đô cũng như là những người lao động tự thân. Anh chị và các bạn có biết những người đó là ai không ạ? Các bạn có biết không ạ? Kênh của chúng ta thì cũng khá là nhiều bạn trẻ, 70% là những bạn từ 22 tới 30 tuổi. Do đó thì có thể do vì công việc bận bịu, các bạn có thể chưa biết và chưa hiểu hết. Và những người tôi nói, những người tôi chia sẻ sẽ là những con người thực mà khi nói tới thì chắc chắn các bạn sẽ biết. Nếu như các bạn có biết những ai trong những cái hiểu biết của mình về cái việc là lao động tự thân có số tiền lớn là cả triệu đô và có thu nhập dòng cao, thì xin được inbox ở phía dưới thì tôi sẽ dành thời gian làm video nói về người đó, nói về lịch sử của người đó, nói về số tuổi và nói về tất cả những công việc họ đã làm. Thì một vài gợi ý cho anh chị em và các bạn, thì những người mà Thắng dành thời gian chia sẻ nói với anh chị em và các bạn sẽ là những người mà cực kỳ gần gũi với anh chị em và các bạn, hoạt động trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, hoạt động trong các cái lĩnh vực về tiêu dùng, về bán hàng, về marketing, hay là về những cái thứ rất là thông thường mà anh chị em và các bạn vẫn thường hay gặp và hay đối mặt. Ví dụ như là đầu tư kinh doanh chứng khoán, bất động sản, hay là Bitcoin, hay là vàng. Tất cả những lĩnh vực rất là giản đơn thôi, không có vấn đề gì mà nó là to tát cả. Và điều quan trọng nhất đó là phải có 1 triệu đô trước tuổi 30 và hiện đang có thu nhập dòng, thu nhập hàng tháng trên 100 triệu thì mới được liệt vào cái danh sách là những người sẽ dùng để chia sẻ và trao đổi với anh chị em và các bạn. Và để mong muốn rằng là những cái chia sẻ đó, những chia sẻ trong cái loạt video sắp tới về những người, những bạn trẻ lao động rất là giỏi, có những ý tưởng sáng tạo và chứng minh với chúng ta là những bạn trẻ rằng là chúng ta có đam mê, có hoài bão, có sự cố gắng thì chắc chắn cũng sẽ làm được. Và bên cạnh đó nữa thì kênh của chúng ta cũng có rất nhiều anh chị em và các bạn là ở nước ngoài thì cũng nghe, và chúng tôi cũng muốn mong là sau video này thì các anh chị và các bạn có một cái góc nhìn khác hơn về những bạn trẻ ở Việt Nam, có khả năng, có kỹ năng và có cái trình độ rất là giỏi để có thể làm được và đã chứng minh làm tốt những cái phần việc của mình và đem lại cái lợi ích rất là tuyệt vời cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Những bạn trẻ này thì thêm một cái chút gợi ý thêm, anh chị em và các bạn có thể nếu biết thì sẽ inbox ở phía dưới, tức là bình luận ở phía dưới. Những bạn trẻ này là những bạn trẻ hoạt động nhiều trong các cái lĩnh vực về sáng tạo, về hoạt động trong các cái phần việc mà có thể ngồi ở Việt Nam mà làm được những cái phần việc ở nước ngoài và được nước ngoài, được những doanh nghiệp nước ngoài trả lương và trả công rất là nhiều. Sau khi thì nổi tiếng rồi, sau khi là thành công rồi thì họ có rất nhiều việc phải làm và họ đã dành những cái khoảng thời gian, dành những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của mình để đi vào hoạt động trong những cái lĩnh vực kinh doanh tưởng chừng như là rất đơn giản mà với một người nào, bất kỳ một người nào cũng đều có thể làm được, nhưng nhờ vào những cái thành quả trước đó mà họ lại là tiếp tục thành công trong một cái lĩnh vực mới, một cái lĩnh vực gọi là
cần rất nhiều những cái sự ủng hộ, cũng như sự gọi là tin tưởng của cái cộng đồng mà họ đã gây dựng để tiếp tục có thể kiếm thêm những cái thu nhập cho chính bản thân mình. Và để cuối kết thúc cái video này thì chúng ta sẽ bật mí với quý anh chị em và các bạn những cái tên mà để xem anh chị và các bạn, những bạn trẻ ở đây có biết đến không. Thì tôi sẽ liệt kê ra 5 cái tên mà tôi sẽ làm những cái video nói về những người này, chia sẻ về những người này sâu hơn về quá trình hình thành phát triển của những cái công việc của những cái bạn trẻ này, và các bạn đã thành công như thế nào, và có những bạn trẻ hiện tại thành công ở tuổi 20 luôn anh chị em và các bạn. Thành công rất rất thành công ở tuổi 20 luôn chứ không thèm 30 luôn. Và không chỉ 1 triệu đô mà nhiều triệu đô luôn anh chị em và các bạn. Có tin được không ạ? Thực sự là tôi nói đến thế này thì các bạn thấy là ông này là có vẻ là phét chắc phét rồi. Những cái tay bình luận gọi là chửi thì bắt đầu đang gõ lọc là bắt đầu chửi rồi. Nhưng thôi, chửi cũng được. Anh chị và các bạn cứ chửi thoải mái. Cái gì nói không đúng không phải thì cứ chửi. Chửi thắng mặt cái thằng thắng ơi này đi. Ok. Cái tên đầu tiên tôi sẽ nói tới đó chính là Thơ Nguyễn. Các bạn có biết bạn Thơ Nguyễn không ạ? Bạn này cực trẻ luôn. Nếu như không nhầm thì để tôi tập hợp các cái dữ liệu để phân tích với anh chị em và các bạn. Nhưng tôi nhớ không nhầm thì bạn này hiện tại đang có cái tuổi là khoảng 22-23 tuổi. Rất trẻ luôn và có nhiều triệu đô luôn anh chị em và các bạn. Rất thành công, cực kỳ thành công. Có công ty riêng, có hoạt động rất là giỏi trong cái lĩnh vực gọi là YouTuber. Người thứ hai chắc chắn các bạn biết. Chắc chắn các bạn biết Chris Devil Gamer, chắc chắn các bạn biết. Đúng không ạ? Người thứ ba là ai ạ? Virus. Người thứ tư Pipil. Người thứ năm NTN Vlog. Các bạn có biết những người này không ạ? Các bạn đã từng biết những người này không ạ? Tôi không nói tới những cái bạn trẻ mà được thừa hưởng gia tài của bố mẹ để lại, hoặc là được thừa hưởng cái lượng cổ phần cổ phiếu của cha mẹ để lại. Tôi sẽ nói với các bạn về những bạn trẻ tự thân vận động, tự làm, tự kiếm tiền và tự gây dựng nên cái cơ nghiệp của mình và đã thành công. Và đó cũng chính là cái mong muốn loạt video này sẽ tạo ra cái động lực cho anh chị em và các bạn sẽ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau gây dựng những cái đam mê, những cái hoài bão của mình đang làm, và mong rằng sẽ sớm thật thành công như những cái bạn trẻ mà tôi sẽ nói tới trong cái loạt video tiếp theo. Thì hy vọng là anh chị em và các bạn có những cái gợi ý thêm về những cái bạn trẻ rất rất thành công hiện tại mà muốn tôi gọi là review, muốn tôi nói và muốn tôi phân tích về những cái bạn trẻ này, để chúng ta cùng nhau mổ xẻ là các bạn đấy làm gì, học hỏi được những bạn trẻ đó những điều gì là cái động lực để thúc đẩy chúng ta, tôi, các bạn có thể cố gắng trong giai đoạn sắp tới để thành công hơn, để có những cái nguồn kinh tế nhiều hơn. Và khi có nguồn kinh tế rồi thì sẽ dùng cái nguồn kinh tế đó vào cái việc gì, đầu tư như thế nào để đã thành công lại còn thành công hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Mong những cái bình luận chia sẻ thêm về những cái bạn trẻ thành công để tôi có đủ cái loạt video 10 tới 15 video chia sẻ cái động lực cho anh chị em và các bạn. Và nhớ là đăng ký kênh, subscribe kênh và ấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thắng ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn ở video tập 1 Thơ Nguyễn.